Lỗ này là cái gì anh? Lỗ này là trước mình đun lửa. À, đun lửa à? Làm bếp mà. À, làm bếp thì sao bây giờ anh phải bỏ đi à? Bây giờ mình chưa giờ lại được mà. À. Lại khó. Thế còn cái ngô này là cứ để đây sau để thả xuống cho trâu ăn à? À, nó với từ trên xuống dưới anh. Lấy xuống dưới thôi. Khi nào ông nó về thì lấy xuống. Nó đói là nó từ từ ngẩng cổ lên nó ăn à? Không, mình lấy xuống chứ. À, mình bê xuống à? Lấy À. xuống là ăn được đấy. Vâng. Anh cũng nói cả bếp ga rồi anh. Dùng nhưng mà bây giờ có dùng được nó đâu, phải hỏng hết rồi. Vâng, nhưng mình có củi thì cứ lấy bếp củi đi. Bếp nhỏ Vâng. một mình nữa. Vâng. Nhà rộng ấy. Nhà này là các cụ đã 5 đời rồi cơ anh nhỉ? Vâng. Ngày xưa các cụ giỏi thật đấy. Chắc phải lên núi lấy lấy ấy. Đây là gỗ gì anh ạ? À? Gỗ lim anh à? Và cái sàn này gỗ cây gỗ cũng to anh nhỉ? Cái mặt mình trước mình phải ngâm nước lâu mà vàng và để lâu và mọt vàng. Ui rồi, nhưng mà nước mưa xuống thì một thời gian là cả mấy cây này dài nó 15 mét anh nhỉ? Tức là sửa lại lần thứ hai rồi đấy. Vàng cây gì bây giờ không biết là giống có thể sửa lại tu sửa lại có được ở một đời nữa không? Được kia sao được, các cụ ngày xưa kiếm cái cây gỗ này về nhưng bây giờ làm gì có nhỉ? Nhưng mà phải nhóm lượng lửa. Vâng. Lửa lên là nó không có mọt hẳn. Vâng, đúng rồi, phải có lửa. Anh nhá, anh sửa lại cái bếp đi anh ạ. Sao hay có thời gian? Vâng. Thời gian có nhưng mà mình làm khó. Có cây nữa, cái trên nữa. Vâng.